Vâng ạ, xin được cảm ơn và xin được chúc mừng anh Xuân Quyền cùng với câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội với những lời phát biểu khai mạc chương trình ngày hôm nay. Và xin được một lần nữa cùng với tất cả các anh các chị chúc mừng cho câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội sinh nhật 10 tuổi, sẽ luôn đoàn kết gắn bó bên nhau và sẽ tiếp tục xây dựng câu lạc bộ của mình ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa với sự tham gia yêu mến của thật nhiều các thành viên là những người bạn từ bốn phương, để chúng ta sẽ có một gia đình câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội sẽ đông vui và thân thiện. Thưa các anh các chị thân mến, và về tham dự với chương trình ngày hôm nay cùng với những ánh mắt, với những nụ cười, với những lời chúc mừng, đó chỉ là lãng hoa tươi thắm của các chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên của các câu lạc bộ bạn ngày hôm nay đã dành tặng những tình cảm vô cùng chân quý để chúc mừng cho chương trình. Và ngay sau đây thì em xin mời trở lên sân khấu ạ. Đó chính là những lãng hoa tươi thắm đến từ các câu lạc bộ bạn ạ. Lãng hoa đầu tiên em muốn được chào đón trở lên sân khấu là lãng hoa đến từ câu lạc bộ Hoa Sứ Thủ Đô. Và ngày em xin mời anh Chu Hợp và anh Đình Tiến ạ, sẽ thay mặt cho câu lạc bộ Hoa Sứ Thủ Đô trở lên sân khấu để đón nhận lãng hoa tươi thắm này. Và em xin được mời trở lên sân khấu anh Chủ tịch Nguyễn Xuân Quyền và Phó Chủ tịch Đức Toại. Xin mời hai anh sẽ lên sân khấu để thay mặt cho câu lạc bộ đón nhận lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ Hoa Sứ Thủ Đô. Các vị khách quý cùng các hội viên yêu quý đã đến quán cà phê Mộc ngày hôm nay để dự sinh nhật câu lạc bộ Tình Bạn kỷ niệm lần thứ 10. Một nữa, Xuân Quyền, Nguyễn Quyền hôm nay rất xúc động, không biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị thật nhiều ạ. Vâng. Và sau đây, Xuân Quyền, Nguyễn Quyền mời đồng chí Đức Toại, Phó Chủ tịch câu lạc bộ lên sân khấu. Đồng chí Dung Anh, Phó Chủ tịch câu lạc bộ lên sân khấu ạ. Đồng chí Nguyễn Phương, quản trị viên mời đồng chí lên sân khấu ạ. Mời đồng chí Gia Hưng, mời đồng chí lên sân khấu ạ. Mời đồng chí Sông Hà, Phó Chủ tịch câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội, mời đồng chí lên sân khấu ạ. Mời bạn Bắc Băng, vâng, quản trị viên, mời bạn lên sân khấu. Mời bạn Nguyễn Trung Hiếu lên sân khấu ạ. Vâng, mời bạn Nguyễn Trung, quản trị viên câu lạc bộ Tình Bạn lên sân khấu ạ. Anh Nguyễn Trung và anh Nguyễn Trung Hiếu. Vâng, và mời bạn Nguyễn Phương, quản trị viên. Mời bạn Sao Mai, mời bạn lên sân khấu ạ. Mời bạn Nguyễn Duy. Vâng. Và mời bạn Hào Hào, mời bạn lên sân khấu. Bạn Cú Phương, quản trị viên câu lạc bộ Tình Bạn, mời bạn Cú Phương. Mời tất cả các bạn, các chị em trong ban điều hành cùng bạn ban quản trị trong câu lạc bộ Tình Bạn lên sân khấu để chúng ta khai mạc chương trình. Hết chưa? Các bạn xem kiểm tra hết chưa? Bạn Thanh Huyền chưa đến, hai bạn chưa đến, hai bạn chưa đến. Chưa đến, chưa đến, chưa đến. Vâng, mời các bạn. Mời anh Cú Huy Phương lên sân khấu. Vâng ạ, trên đây là tất cả ban quản trị của câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội trong suốt thời gian qua. Xin tất cả các anh chị và các bạn một tràng pháo tay thật lớn ạ, để cổ vũ cho chúng em ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị thật nhiều. Vâng, hôm nay Xuân Quyền, Nguyễn Quyền rất là vui. Xin gửi lời chào và lời kính chúc tất cả các anh chị em cùng các bạn đã tới dự chương trình sinh nhật câu lạc bộ Tình Bạn ngày hôm nay với lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa các vị khách quý, các anh chị em và các bạn, tình yêu quê hương đất nước và nỗi nhớ luôn ở trong trái tim của mỗi chúng ta. Lời ca tiếng hát của chúng ta vang lên cho quê hương đất nước tình yêu đẹp mãi, tình yêu lồng làn cùng nỗi nhớ, cho chúng ta gần nhau hơn, cho những cuộc đời tươi đẹp và hạnh phúc, để vơi đi những lỗi nhọc nhằn năm tháng. Thưa toàn thể anh chị em và các bạn, trong thời gian qua, câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội chúng tôi nhận được sự quan tâm nhiệt tình của các doanh nghiệp, các hội viên, các bạn bè và chính quyền các địa phương câu lạc bộ bạn, nơi câu lạc bộ Tình Bạn đi giao lưu, biểu diễn và động viên thăm hỏi, chân tình ủng hộ những gia đình có công với cách mạng, những gia đình có chính sách. Và đây cũng là nguồn cổ vũ lớn và luôn nguồn động lực lớn để cho ban quản trị câu lạc bộ Tình Bạn hoạt động và đưa câu lạc bộ ngày càng phát triển. Đáp lại niềm tin yêu của các hội viên, các anh chị em và các bạn trong suốt thời gian qua, câu lạc bộ luôn luôn có những hoạt động bổ ích, thăm hỏi hội viên những lúc ốm đau, vợ chồng con cái, bố mẹ, cha già, mẹ yếu, hiếu hỉ, tân gia
và biểu diễn tại các địa phương trong những ngày lễ lớn và phát quà cho những gia đình có chính sách tại các địa phương. Thưa các bạn, âm nhạc được ví như sợi dây kết nối tâm hồn, một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc mang lại cho ta sự yêu thương, sự gắn kết, xua tan đi ưu phiền, vất vả, lo toan thường nhật. Âm nhạc đưa chúng ta, những người đam mê ca hát, được xích lại gần nhau hơn, để được yêu thương, được nhường nhịn, chia sẻ những lúc buồn vui trong cuộc sống. Các bạn thân mến, qua những ngày tháng học tập và lao động, làm việc cùng với những lời ca tiếng hát, chúng ta đã đồng hành gắn bó với nhau, động viên cùng vui trên con đường đời hạnh phúc. Qua nhịp sống và hơi thở của câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội, chúng ta cùng vui và đoàn kết, phát triển sâu rộng, có nhiều thành viên mới tham gia để trở thành một khối đại đoàn kết mạnh về trí, giàu về tình. Câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội ngày càng phát triển, gắn kết với những con người, những cuộc sống, niềm tin yêu, trường tồn và hạnh phúc. Lời ca tiếng hát của chúng ta trẻ mãi không già. Và thật vinh dự cho câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội chúng ta ngày hôm nay có đông đủ các hội viên, các bạn bè thân thiết, các câu lạc bộ bạn trên địa bàn Hà Nội và khắp các địa phương trong cả nước. Các bạn đã sắp xếp công việc và bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để tới dự chương trình mừng sinh nhật của câu lạc bộ chúng tôi tròn 10 tuổi. Trong chương trình kỷ niệm ngày câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội tròn 10 tuổi ngày hôm nay, tôi Nguyễn Quyền rất xúc động, không biết nói gì hơn. Tôi xin thay mặt câu lạc bộ xin gửi lời chào và lời cảm ơn tới tất cả các vị đại biểu, các anh, các chị và các bạn cùng các câu lạc bộ lời sức khỏe, thành đạt, an khang và hạnh phúc. Thay mặt câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội, tôi xin cảm ơn các anh chị em và các bạn thật nhiều. Xin chúc các anh chị em và các bạn có những ngày tháng vui khỏe, hạnh phúc. Chúc chương trình giao lưu văn nghệ mừng sinh nhật tròn 10 tuổi thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn và xin được chúc mừng anh Xuân Quyền cùng với câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội với những lời phát biểu khai mạc chương trình ngày hôm nay. Và xin được một lần nữa cùng với tất cả các anh các chị chúc mừng cho câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội sinh nhật 10 tuổi, sẽ luôn đoàn kết gắn bó bên nhau và sẽ tiếp tục xây dựng câu lạc bộ của mình ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa với sự tham gia yêu mến của thật nhiều các thành viên là những người bạn từ bốn phương, để chúng ta sẽ có một gia đình câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội sẽ đông vui và thân thiện. Thưa các anh chị thân mến, và về tham dự với chương trình ngày hôm nay cùng với những ánh mắt, với những nụ cười, với những lời chúc mừng, đó chỉ là lãng hoa tươi thắm của các chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên của các câu lạc bộ bạn ngày hôm nay đã dành tặng những tình cảm vô cùng chân quý để chúc mừng cho chương trình. Và ngay sau đây thì em xin mời trở lên sân khấu ạ. Đó chính là những lãng hoa tươi thắm đến từ các câu lạc bộ bạn ạ. Lãng hoa đầu tiên em muốn được chào đón trở lên sân khấu là lãng hoa đến từ câu lạc bộ Hoa Sứ Thủ Đô. Và ngày em xin mời anh Chu Hợp và anh Đình Tiến ạ, sẽ thay mặt cho câu lạc bộ Hoa Sứ Thủ Đô trở lên sân khấu để đón nhận lãng hoa tươi thắm này. Và em xin được mời trở lên sân khấu anh Chủ tịch Nguyễn Xuân Quyền và Phó Chủ tịch Đức Toại. Xin mời hai anh sẽ lên sân khấu để thay mặt cho câu lạc bộ đón nhận lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ Hoa Sứ Thủ Đô. Mời anh Chu Hợp và anh Đình Tiến ạ, xin mời hai anh sẽ đại diện câu lạc bộ Hoa Sứ Thủ Đô trở lên sân khấu để cùng dành tặng lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ mình. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tới Phó Chủ tịch Chu Hợp và câu lạc bộ Hoa Sứ Thủ Đô đã có mặt trong chương trình để cùng dành những lời chúc mừng và lãng hoa tươi thắm cho câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội. Và chúng em xin được chào đón trở lên sân khấu ngay lúc này đây, đó chính là lãng hoa tươi thắm. Và chúng em xin mời trở lên sân khấu
đó chính là hai tay thắm đến từ câu lạc bộ Sông Tích và Tình Yêu Âm Nhạc. Xin mời chủ tịch anh Kiều Anh Dũng cùng với câu lạc bộ Sông Tích và Tình Yêu Âm Nhạc trở lên sân khấu để dành tặng lão hoa này và để đón nhận, để cùng chung vui cũng như có lão hoa tươi thắm chúc mừng. Trân trọng cảm ơn các anh chị rất là nhiều và chúc câu lạc bộ Sông Tích và Tình Yêu Âm Nhạc sẽ luôn đoàn kết gắn bó và cùng nhau xây dựng hội ngày càng phát triển ạ. Và ngay sau đây thì em xin được chào đón trở lên sân khấu ạ, lãng hoa tươi thắm đến từ câu lạc bộ âm nhạc Hà Tây quê hương tôi. Và em xin chào đón anh chủ tịch Hà Kế Hùng cùng với các thành viên của mình sẽ trở lên. Các chị ơi, có thể giúp cho khán phòng của chúng ta thật là tưng bừng với 100 bộ tay thật lớn được không ạ? Rất tuyệt vời ạ. Xin được một lần nữa cảm ơn tới các chị đến từ câu lạc bộ âm nhạc Hà Tây quê hương tôi. Cảm ơn chủ tịch Hà Kế Hùng ạ. Ngày hôm nay thì em xin mời chị Hà Vi, chủ tịch câu lạc bộ gắn kết yêu thương cùng với tất cả các thành viên của mình sẽ trở lên sân khấu để dành tặng lãng hoa tươi thắm cho câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội ạ. Kiên Băng Băng và Nguyễn Trung sẽ đại diện cho câu lạc bộ của mình trở lên sân khấu để đón nhận lãng hoa. Các anh chị ơi, không khí đang rất tưng bừng và sẽ phấn khởi hơn nếu như có một tràng vỗ tay của tất cả anh chị ạ. Rất là tuyệt vời, xin được cảm ơn chủ tịch Hà Vi cùng với các thành viên của câu lạc bộ gắn kết yêu thương đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay để cùng chung vui cũng như để cùng chúc mừng cho câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Và tiếp tục với lãng hoa chúc mừng ngày hôm nay, ban tổ chức xin được chào đón trở lên sân khấu phó chủ tịch anh Ngô Trọng Hùng cùng với các thành viên của câu lạc bộ Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng Sơn La Kết Nối Bốn Phương. Xin mời sẽ trở lên sân khấu để dành tặng lãng hoa tươi thắm của mình. Và cho em Nguyễn Trung Hiếu và Thanh Huyền sẽ đại diện cho câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội trở lên sân khấu để đón nhận lãng hoa tươi thắm ạ. Anh các chị thân mến, đang đón nhận những tình cảm và những lời chúc mừng đến từ phó chủ tịch Ngô Trọng Hùng và các thành viên của câu lạc bộ Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng Sơn La Kết Nối Bốn Phương. Và đó chính là đại diện của câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội. Xin được cảm ơn tất cả các anh các chị đã có mặt trong ngày hôm nay với một chặng đường cũng rất là xa để trở về chung vui và chúc mừng. Và chúng em cũng xin được chuyển hoa xuống giùm em. Được trân trọng giới thiệu và kính mời trở lên sân khấu, đó chính là chủ tịch Bùi Công và các thành viên đến từ câu lạc bộ Giọng Ca Vàng Hải Phòng ạ. Xin mời ạ, anh sẽ cùng với các thành viên của mình trở lên sân khấu với lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Và đại diện cho câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội đón nhận lãng hoa tươi thắm, xin mời trở lên sân khấu quản trị viên Nguyễn Trung và Nguyễn Trung Hiếu sẽ đại diện cho câu lạc bộ của mình dành tặng cho chương trình. Xin mời trở lên sân khấu ạ, quản trị viên Nguyễn Trung và Nguyễn Trung Hiếu, câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội sẽ trở lên sân khấu để đón nhận lãng hoa tươi thắm chúc mừng hôm nay. Vâng ạ, một lần nữa thì rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn chủ tịch rất là nhiều cùng với các thành viên đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Anh các chị thân mến ạ, tiếp tục với những tình cảm và lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho chương trình thì em xin được chào đón trở lên sân khấu ngay lúc này đây. Đó chính là lãng hoa tươi thắm đến từ câu lạc bộ Trần Tuấn Sông Đáy ạ. Và xin mời chủ tịch Trần Tuấn cùng với các thành viên của câu lạc bộ mình sẽ trở lên sân khấu để gửi tặng lãng hoa chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Và cũng Trần Tuấn Sông Đáy, xin mời ạ.
Xin được một lần nữa cảm ơn tới Chủ tịch Trần Tuấn và các thành viên nhận lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Và đang trở lên sân khấu, hiện diện trên sân khấu lúc này, đó chính là Chủ tịch Nguyễn Sinh cùng với các thành viên của câu lạc bộ âm nhạc Trường Giang kết nối Đan Phượng. Xin được cảm ơn các chị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay để cùng chung vui cũng như để cùng chúc mừng cho chương trình thành công tốt đẹp. Cảm ơn các chị rất là nhiều ạ. Và chúng em xin mời ạ, đại diện của nhóm Thân Thiện, chị Hoàng Hương cùng với các thành viên của nhóm sẽ trở lên sân khấu để với lãng hoa tươi thắm của mình ạ. Tiếp tục với những lãng hoa tươi thắm trong chương trình ngày hôm nay, em xin được chào đón trở lên sân khấu, đó chính là chị Hoàng Hương cùng với các thành viên trong nhóm Thân Thiện. Xin mời ạ. Và tiếp tục đón nhận lãng hoa tươi thắm ấy, xin mời đại diện của câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội, đó chính là quản trị viên Vũ Hảo Hảo và Sao Mai. Xin mời Hảo Hảo và Sao Mai sẽ trở lên sân khấu để thay mặt cho câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội đón nhận lãng hoa tươi thắm đến từ chị Hoàng Hương và các thành viên trong nhóm Thân Thiện. Cảm ơn chị Hoàng Hương cùng nhóm Thân Thiện đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay để chung vui và chúc mừng. Chúc các chị sẽ luôn trẻ trung, xinh đẹp và thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn các chị ơi, thêm một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để không khí của chúng ta thật phấn khởi đi ạ. Và tiếp tục, chúng em xin được chào đón trở lên sân khấu, đó chính là những người phụ nữ rất là xinh đẹp đến từ Hội Hoa Sữa tháng 10 Tân Hợi 1971. Xin được chào đón chị Nguyễn Hường cùng với các thành viên của Hội Hoa Sữa tháng 10 Tân Hợi 1971 với lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Và em bật mí với cả nhà là anh Xuân Quyền, chủ tịch của câu lạc bộ Tình Bạn, cũng là thành viên trong hội đấy ạ. Và em xin mời trở lên sân khấu, đó chính là anh Xuân Quyền cùng anh Dũng Anh, đại diện cho câu lạc bộ sẽ trở lên sân khấu để đón nhận lãng hoa tươi thắm đến từ chị Nguyễn Hương và thành viên của câu lạc bộ Hoa Sữa tháng 10 Tân Hợi 1971 ạ. Lễ tân đâu ạ, lễ tân đâu ạ. Rất tuyệt vời ạ, xin được một lần nữa cảm ơn chị Nguyễn Hường cùng với các chị trong Hội Hoa Sữa tháng 10 Tân Hợi 1971 đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay để cùng chúc mừng. Và anh Ngân Xuân Quyền cũng chính là một thành viên trong Hội Hoa Sữa tháng 10 Tân Hợi 1971, và ngày hôm nay xin được cảm ơn các chị thật là nhiều đã dành tình cảm cho anh Xuân Quyền cũng như câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội. Và các anh các chị thân mến, có một sự hiện diện vô cùng chân quý mà có lẽ là MC Hồng Quyết đang đứng trên sân khấu cũng rất là hồi hộp và xúc động. Chính vì thế mà em muốn rằng sự hiện diện này em sẽ giới thiệu ngay bây giờ để cùng chào đón các anh các chị trở lên sân khấu để chúc mừng ạ. Xin dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Hải Vi và câu lạc bộ Yêu Ca Hát thành phố Ngã Ba Sông Việt Trì Phú Thọ. Xin được cảm ơn và chào đón các anh các chị đã trở về chung vui và chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Và cùng với đó chính là lãng hoa tươi thắm, lãng hoa tươi thắm đến từ Chủ tịch Hải Vi và các thành viên của câu lạc bộ Yêu Ca Hát thành phố Ngã Ba Sông Việt Trì Phú Thọ. Và em cũng xin được mời trở lên sân khấu, đó chính là Chủ tịch anh Xuân Quyền cùng với Phó Chủ tịch anh Đức Toại sẽ trở lên sân khấu để thay mặt cho câu lạc bộ mình đón nhận lãng hoa tươi thắm hôm nay. Xin mời anh Phó Chủ tịch Đức Toại ạ, xin mời ạ. Hai các chị thân mến ạ, và đang hiện diện trên sân khấu lúc này đây, đó chính là sự hiện diện vô cùng chân quý của Chủ tịch xinh đẹp Hải Vi và các thành viên câu lạc bộ Yêu Ca Hát thành phố Ngã Ba Sông Việt Trì Phú Thọ. Xin được cảm ơn chị Hải Vi và các thành viên của câu lạc bộ đã có mặt trong ngày hôm nay để cùng chung vui và cùng với tất cả các câu lạc bộ bạn mang đến một bầu không khí vui mừng phấn khởi. Chúc các anh các chị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Cảm ơn anh chị thật nhiều. Và các anh các chị thân mến, vẫn còn rất nhiều những lời chúc mừng và lãng hoa tươi thắm cho chương trình ngày hôm nay.
Em xin mời trở lên sân khấu, đó chính là Lãng Hoa Tươi Thắm đến từ hội Tân Hợi 1971, trong hội của anh Xuân Quyền đấy ạ. Vâng, em xin mời đại diện cùng với các thành viên của hội Tân Hợi 1971. Hôm nay thì các anh chị cũng đang có mặt tại đây để cùng chúc mừng cho chương trình. Xin được chào đón sự hiện diện của các anh chị. Và ngay bây giờ xin mời các anh chị sẽ cùng trở lên sân khấu để đón nhận Lãng Hoa Tươi Thắm chúc mừng ạ. Và chúng em cũng xin được kính mời trở lại sân khấu, đó chính là anh Chủ tịch Xuân Quyền cùng với Phó Chủ tịch chị Song Hà sẽ trở lại sân khấu để cùng đón nhận Lãng Hoa Tươi Thắm của các anh các chị trong câu lạc bộ hội Tân Hợi 1971 ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn tất cả các anh các chị trong câu lạc bộ hội Tân Hợi, những người đã cùng sinh cùng năm với anh Chủ tịch Xuân Quyền 1971. Thì năm nay là các anh các chị đã đặt đầu năm rồi, nhưng mà thực sự là đứng trên sân khấu lúc này đây, em chỉ ngỡ là các anh các chị chỉ mới đầu 4 thôi, rất trẻ trung. Và chúc anh các chị trong hội Tân Hợi 1971, những người bạn thân thiết của anh Xuân Quyền có thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc và thành công phát triển trong cuộc sống. Xin hãy tiếp tục dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Vâng ạ, và ngay sau đây thì em cũng xin được chào đón trở lên sân khấu Lãng Hoa Tươi Thắm đến từ các chị Mèo Mèo, Mai Chi, Lam Phương đến từ câu lạc bộ Tây Hà Nội. Xin mời ạ, những người phụ nữ xinh đẹp đến từ câu lạc bộ Tây Hà Nội sẽ trở lên sân khấu để dành tặng Lãng Hoa Tươi Thắm chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Xin dành tặng một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón chị Mèo Mèo, Mai Chi và Lam Phương. Một tràng vỗ tay thật lớn được không anh chị ơi? Vâng ạ, em xin mời chị Song Hà cùng anh Nguyễn Quyền sẽ cùng đại diện cho câu lạc bộ của mình để đón nhận Lãng Hoa Tươi Thắm đến từ những người phụ nữ xinh đẹp, các chị thật nhiều đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và một lãng hoa tươi thắm đến từ một người phụ nữ rất là xinh đẹp, đó chính là chị Minh Phương cùng với các thành viên của câu lạc bộ Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng. Em xin được dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón chị Minh Phương và các thành viên của câu lạc bộ Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng sẽ trở lên sân khấu với tình cảm và lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho chương trình. Và em xin mời anh Xuân Quyền, anh Đức Toại, anh Dũng Anh và chị Song Hà. Xin mời các anh các chị sẽ trở lên sân khấu để đón nhận Lãng Hoa Tươi Thắm đến từ chị Minh Phương và câu lạc bộ Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng Hà Nội ạ. Được chưa ạ? Anh Sa ơi, được chưa ạ? Vâng ạ, xin một lần nữa cảm ơn chị Minh Phương cùng với các thành viên của câu lạc bộ Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng Hà Nội đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và các thành viên của câu lạc bộ Hát Cho Nhau Nghe và những người bạn đã có mặt trong ngày hôm nay để cùng với 17 câu lạc bộ anh em, bạn bè chung vui và chúc mừng cho anh Xuân Quyền và câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội. Xin được một lần nữa chúc tất cả các chủ tịch, phó chủ tịch, các quản trị viên, các thành viên của 17 câu lạc bộ đã có mặt trong ngày hôm nay sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình, thành công và phát triển trong cuộc sống. Chúc cho tất cả các câu lạc bộ của chúng ta sẽ luôn đoàn kết, gắn bó và cùng nhau xây dựng câu lạc bộ của mình ngày càng phát triển vững mạnh. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Vâng, và tổ chức thay mặt câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội, Nguyễn Quyền, Xuân Quyền xin cảm ơn tất cả các anh các chị, các bạn cùng các câu lạc bộ đã về chương trình dự chương trình sinh nhật của câu lạc bộ Tình Bạn chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn thật nhiều. Và thay mặt ban tổ chức, Nguyễn Quyền mời tất cả các anh các chị, các câu lạc bộ bạn lên chụp một kiểu ảnh kỷ niệm cùng câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội. Vâng, em xin chào kính mời tất cả các câu lạc bộ cùng các bạn đến khán phòng ngày hôm nay lên sân khấu để chụp ảnh.